cái ông chủ nhà của mọi người là Phật, là Thiên Chúa, là trí huệ tối cao, là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà mình vô nhà mình không có đi kiếm ông chủ nhà mình chơi, mà mình cứ lăn mình ở trong đống rác là nghĩa như thế nào? Quý vị có hiểu không? Cho nên đối với tất cả mọi người, nếu mình muốn người ta trọng vọng mình, nếu mình muốn cho mình tiến bộ và người bạn của mình tiến bộ, thì phải luôn luôn nhìn vào cái tánh cao thượng của họ mà thôi, không nhìn cái lỗi lầm của họ. Đó là cái bí quyết thành công duy nhất trên cõi đời này. Tại sao những người đó là đối xử với sư phụ rất tốt, rất là cao cả? Bởi vì sư phụ chỉ nhìn cái cao cả của họ thôi, khơi dậy cái tính cao thượng của họ thôi, mà không có khơi dậy những cái tính tầm thường khác. Còn tại sao những người đó đối đãi với những người khác tầm thường, hoặc là đối đãi với những người khác một cách có thể là thô lỗ, hoặc là tranh đua? Bởi vì cái người kia khơi dậy trong tâm họ cái sự tranh đua. Quý vị thấy rõ ràng không? Thí dụ như bây giờ sư phụ không có làm chính trị gì cả, hay chưa? Không có tranh giành ngôi vị tổng thống hay thượng nghị sĩ gì với ai hết. Thì những người mà làm chính trị đó đến với sư phụ, họ đâu có sợ gì sư phụ đâu. Họ đâu có sợ sư phụ đi ra ứng cử rồi làm họ thua, họ mất mặt đâu. Mà trái lại họ biết rằng nếu họ làm tốt, sư phụ sẽ ủng hộ họ một cách thật tình, vô điều kiện. Phải dùng cái mãnh lực tinh thần của sư phụ mà ủng hộ họ nữa. Cho nên họ thích, họ không có sợ, kêu bằng thí vui, hiểu chưa? Tất cả mọi người đến với mình phải khơi dậy cái tâm từ ở trong chúng mình, phải làm như là Quan Thế Âm Bồ Tát làm, thí vô ý cho chúng sanh. Thí vô ý là như thế nào? Tức là ai đến cho mình cũng đem lại sự an vui, sự an ủi, sự khích lệ, chứ không làm cho họ lo sợ. Có nhiều người nói rằng thấy sư phụ rung, cái rung này không phải là sợ, chắc là sau đó chắc là mình thấy cảm thấy có cái gì mình làm không phải. Hoặc là mình thấy mình chưa có đi đúng theo cái đạo, cho nên mình cảm thấy mắc cỡ, rồi cái lương tâm mình nó cắn rứt, cho nên rùng. Chứ không phải sư phụ giữ, thấy chưa? Cái lực lượng của sư phụ không phải là lực lượng của những kẻ vũ phu, việc đánh đập, việc hâm dọa người khác. Nhưng mà cái lực lượng tinh thần, cái lòng thương có thể bao dung tất cả mọi người, từ những người rất tội lỗi cho đến những người rất đạo đức. Thì quý vị cũng như sư phụ mà thôi. Nếu mỗi ngày mình gặp bất cứ một người nào đến ngoài cửa mình và mình nghĩ rằng họ là Thượng Đế, họ là Phật, thì những người đó sẽ là Thượng Đế, sẽ là Phật. Không riêng gì một mình sư phụ thành Phật, mà tất cả mọi người đều là Phật cả, nếu lúc nào mình cũng giữ cái tâm niệm đó trong tâm. Trong Phật giáo có câu nói rằng cái dao đồ tể mà mình bỏ xuống á, là lập tức thành Phật liền. Thì đừng có nghi ngờ cái pháp Quán Âm một đời giải thoát. Sư phụ nó một đời giải thoát thôi, chứ ta chưa nói một đời thành Phật à, mà đã la ó ôm sùm. Còn những cái câu của Phật giáo như là bỏ xuống cái dao đồ tể là lập tức thành Phật thì như thế nào, thì quý vị còn la ó tới mức nào nữa chứ? Còn cái pháp môn Quán Âm tuy rằng nói một đời giải thoát, nhưng mà mình phải làm việc, mình phải trừ chay, trì chay, trì giới, phải không? Rồi phải ngồi thiền, phải cộng tu, phải nghe những lời giảng dạy của sư phụ hoặc là huynh trưởng, tức là những người tu trước mình một chút vậy đó, chứ không phải có cấp bậc ở trong cái sự tu hành của sư phụ. Thì do vì công lao của mình tu hành mà nó được một đời giải thoát, mình có thể tu tắc. Cũng như ở ngoài đời, mình có thể học cái khóa thư ký một năm, hai năm, né? Có thể mình học cái khóa cấp tốc. Mình đi đến một nơi nào đó du lịch, có thể mình dùng xe hơi, xe lửa, tàu bè thì nó lâu. Nếu mình dùng máy bay thì nó lẹ. Nhưng mà mình có bằng lòng trả cái giá tiền đó không? Nếu mình đủ điều kiện trả cái giá tiền đó thì mình đi nó lẹ hơn. Có bao nhiêu đó thôi. Còn ví dụ quý vị muốn đi mà 2-3 ngàn năm sau mới thành Phật thì ok. 2-3 ngàn năm sau, 4-5 ngàn sau mới thành Phật, mới giải thoát, thì từ từ đi, ăn chay 1 tháng 2 kỳ, hoặc là 1 năm nửa ngày gì đó,
Rồi chắc là 100 triệu ức năm sau thế nào cũng thành Phật à? Không có người nào không thành Phật hết. Nhưng mà bao lâu? Bao lâu? Nhiều khi trước khi sư phụ đến đây không biết nói chuyện với quý vị bằng cách nào, không biết nói cái gì nhưng mà đến đây rồi, gặp quý vị rồi, cái Phật tánh của trong tâm hồn của quý vị sống dậy, cái tính cao thượng của quý vị nó hiển lộ ra, rồi gia trì cho sư phụ, cho sư phụ biết rằng quý vị muốn nghe những cái gì. Cho nên những lời gì sư phụ nói ra là của quý vị cả, ta không có công lao gì hết, ta chỉ là một cái máy thâu âm tốt, thâu hình tốt, thâu tất cả những cái tinh hoa của vũ trụ, tất cả những tinh hoa của trời đất hay là những chúng sanh để mà phát ra cho họ nghe thôi. Thí dụ như cái máy thâu âm mà đâu phải tự nó phát ra những cái tuồng hát cải lương mùi mẫn đâu, phải không? Thâu chứ, thâu từ đâu? Thâu từ trong cái tổng đài. Cái tổng đài đó là thâu từ của những người nghệ sĩ nổi danh, những người nghệ sĩ mà được quần chúng thương mến, rồi nó phát ra. Thì hôm nay quý vị đến nghe sư phụ giảng, tức là quý vị nghe chính cái trí huệ của quý vị nói đó. Cái gì mà quý vị nghe hiểu được liền á, đó là biết trí huệ của quý vị nó đã đến tới mức đó. Còn nếu nghe chưa được thì biết rằng mình còn nghĩ những cái chuyện khác, cái đẳng cấp mình nó ở dưới một chút, đại khái như vậy thôi. Chứ không phải sư phụ nói sai hoặc là sư phụ nói đúng, mà là cái sự chờ đợi của quý vị, cái sự khai mở trong tâm hồn quý vị nó tới mức độ nào thì quý vị nhận được những cái điều mà mình muốn nghe. Cho nên có nhiều người ngồi nghe pháp cả tiếng đồng hồ mà chỉ có nhớ được một hai câu mà mình thích thôi, nghĩ rằng sư phụ nói này trúng ý tôi, nhớ có một hai câu đó là khoái, tưởng đâu sư phụ chỉ nói với một mình thôi, mỗi người đều nghĩ rằng sư phụ nói cho tôi nghe thôi. Phải vậy không? Phải ha, khoái quá cười. Cho nên có nhiều người hỏi tại sao mà kêu bằng vô thượng sư à? Sư phụ nói rằng vô thượng sư tức là ông thầy không có cao. Vô là không á, thượng là cao, sư là thầy, tức là ông thầy không cao. Thì sư phụ sư phụ một thước 50 gì đó thôi hả? Đặt vô thượng sư là phải rồi, là thấp nhất á. Đối với người Việt Nam sư phụ là nhỏ nhất, phải không? Quý vị người Việt Nam đâu có ai nhỏ bằng sư phụ đâu, ít lắm, phải không? Thì mới nói ông thầy không cao là đúng rồi, hoặc là không có ông thầy này, hoặc là không có ông thầy nào cao hết thì cũng phải hả? Không có ông thầy nào cao hơn thì cũng phải. Bởi vì sao? Bởi vì tâm ta là Phật rồi, còn ai cao hơn ta nữa, có hiểu như vậy không? Còn phải đi kiếm Phật nào nữa, còn phải bái Phật nào nữa mà không bái chính cái Phật tâm của chúng ta. Uổng quá cứ đi dòm ông Phật này ông Phật kia. Cho nên quý vị nhiều khi rất thương mến sư phụ, chạy theo sư phụ hoài, rồi đòi sư phụ phải về nhà này nhà kia, vô một chút thôi, vô để làm cái gì? Hỏi đó, gia trì cái nhà của con. Trời ơi, quý vị là Phật mà quý vị không gia trì nhà của quý vị được, kêu ông Phật nào vô? Uổng, hiểu chưa? Thành ra khi ý sư phụ muốn nói cái sự vô thượng sư này á, là ý sư phụ muốn liên kết cái việc mà sư phụ nói trước kia đó, là khi mình đã biết đạo rồi, đã nhận thức được cái Phật tánh của mình rồi, mình thấy tất cả chúng sanh đều là Phật hết, không có gì để kiêu ngạo, cho nên kêu vô thượng sư, vô hạ sư thì cũng vậy mà thôi, không có thấm gì cả. Chỉ tiếc rằng không có cái tên nào hay hơn để mà kêu. Thường thường chúng ta thường dính mắc trong những cái hình dáng như vậy để mà phán đoán một con người, hoặc là để mà
bám víu một cái hình ảnh nào đó thôi, chứ không phải muốn tìm chân lý. Mỗi người có vẽ một ông Phật ở trong tâm mình, ông Phật phải như thế nọ như thế kia, ông thầy tu phải như thế nọ như thế kia, hả? Cho nên có những vị thầy hồi xưa họ làm những việc phi phạm để mà phá chấp của chúng sanh. Thí dụ như ngài Tế Công, ngài đâu có ăn thịt uống rượu đâu, nhưng mà ngài làm dáng ra như vậy để kiêu ngạo những người cái thịt cái rượu trong tâm bỏ không được. Còn cái dáng vẻ bề ngoài người ta không có chấm, không có có dính dấp vô. Chưa? Những người thành Phật là không có dính vô đồng đó, không có dính vô những cái dáng dấp bề ngoài. Còn những người mà chưa có hiểu gì hết thì đi tới đâu cũng nhìn bề ngoài mà thôi. Ồ, sao tóc dài quá vậy? Ồ, sao tóc ngắn quá vậy? Sao bận áo vàng? Sao bận áo tay rộng mà không bận áo tay chật? Sao bận đồ tây mà không bận đồ tu? Hả? À, đại khái nó là như vậy. Thậm chí có những người nói rằng những người này không xứng đáng làm thầy tu phải lột áo, những người kia xứng đáng làm thầy tu phải bận thêm áo. Nếu bận áo mà làm được thầy tu thì dễ quá ha. Người xuất gia là người như thế nào? Là người đã xuất ra khỏi tam giới, ra được khỏi tham sân si, làm nhưng mà không có làm, cứu hết tất cả càn khôn vũ trụ nhưng mà phủi tay như không có gì cả. Đó mới đúng thật là người xuất gia. Người xuất gia như vậy mặc cái đồ chi cũng được hết, ở đâu cũng là chùa cả, bạn cùng Phật Thánh mỗi ngày mỗi đêm. Đó mới đúng là người xuất gia, chứ không phải căn cứ vào cái áo hoặc là cái hành động của người đó, hoặc là cái truyền thống của người đó, hoặc là cái ông thầy của người đó mà định được người đó là người như thế nào. Như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật xong, ngài cũng đâu có cạo đầu đâu, ngài để chỏm ấy nhá, ăn vậy để cái búi tội á, thấy không, thấy không, thấy mấy hình búi tội không? Hoặc là nói gì mà tự nhiên quên mất, chắc già rồi. Hoặc là hồi xưa ngài đâu có ở trong chùa, nè, Đức Thích Ca đâu có ở trong chùa, ngài đi mỗi ngày đi du phương á, đi hành, đi du phương, đi khất thực, nhưng mà lợi dụng cái sự khất thực đó để mà hóa độ chúng sanh, chứ không phải ngài đi ăn xin bởi vì ngài thiếu tiền, có hiểu không? Ngài là một vị hoàng tử, nếu muốn làm vua thì tha hồ mà xài phí. Dâu không muốn làm vua đi nữa, muốn hoàng gia cung cấp cái gì nó cũng được, nhưng mà ngài chọn cái con đường khất sĩ bởi vì ngài đã đi tu rồi. Lúc đó cái truyền thống của những người xuất gia tu hành là phải đi khất sĩ, mượn cái sự đi đây đi đó như vậy tạm dung thân, nhờ những cái sự bố thí của tính chủ để mà có cơ hội đi chỗ này chỗ kia, kết duyên hoằng hóa hoằng pháp và nói những điều hay lẽ phải cho những người đó nghe. Họ chỉ bố thí cho những hộp cơm thôi, nhưng mà Phật bố thí pháp hỷ, bố thí pháp cao thượng, làm cho họ đời đời an vui, đời đời no ấm. Trong Thánh Kinh cũng có nói rằng có một lần Đức Chúa Giêsu đi tới cái giếng khát nước, ngài xin nước uống của một người đàn bà đang kéo nước lên. Rồi người đàn bà nói: tại sao ông lại xin nước của tôi? Tôi là một người coi như giai cấp khác. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói rằng: ta uống nước của ngươi rồi, ta sẽ cho ngươi cái nước cam lồ đời đời mà không bao giờ khát nữa, uống xong không bao giờ khát nữa. Thì đại khái cũng như Đức Phật dùng cái phương tiện khất thực để mà hóa độ cho những người có duyên thôi. Xưa kia việc truyền thông rất là khó khăn, giao thông xe cộ không có phương tiện. Nếu mà Đức Phật ngồi im một chỗ mà đợi cho tất cả mọi người biết rồi đến với ngài thì nó quá khó khăn, quá khó khăn. Không như ngày nay, thí dụ một người biết là 100, 1000 người biết được. Cho nên Đức Phật phải hạ mình, phải nhọc thân nhọc thể mà đi khất thực từ nơi này đến nơi kia, đặng cho chúng sanh họ nhìn thấy. Họ nhìn thấy Đức Phật tức là họ sẽ nhìn thấy cái tâm Phật của họ.
một cây đuốc mà chưa cháy mà đứng gần cây đuốc khác, một lát hai cây cháy hết, có hiểu không?